Hàng không là một ngành có nhiều ưu thế và đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là trong thời gian tới. Tuy nhiên, tỷ lệ nghịch với sự phát triển chung của ngành, nhân lực ngành hàng không hiện nay lại chưa đáp ứng đủ cho nhu cầu mà ngành đòi hỏi. Đó là đánh giá chung của hầu hết các đơn vị nêu ra tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện quy mô và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ ngành hàng không vừa được tổ chức tại Học viện Hàng không Việt Nam vào ngày 2 tháng 6. Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật, hiện không ít các doanh nghiệp hàng không Việt Nam đang phải thuê nhân lực nước ngoài. Đơn cử như 90% phi công của hãng hàng không Vietjet là người nước ngoài, còn Vietnam Airlines thì khoảng 30%. Việc thiếu nhân lực trầm trọng không chỉ khiến cho các doanh nghiệp bị động về nguồn cầu, mà còn khiến cho chi phí tăng cao không cần thiết. Là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực hàng không, tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Hằng, Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam cũng thừa nhận sự phát triển của học viện trong thời gian qua chưa đủ để cung ứng nguồn nhân lực cho ngành. Giải thích về vấn đề này, tiến sĩ Hằng cho biết, hiện học viện đang gặp phải những khó khăn như thiếu giảng viên, thiếu cơ sở thực hành. Ngoài ra, vướng mắc lớn nhất là bằng cấp của trường, không phải là chứng chỉ chuyên môn như quy định của Cục Hàng không để được làm việc trong ngành. Về phía các doanh nghiệp nhận định, không chỉ thiếu về trình độ kỹ thuật, sinh viên ngành hàng không hiện nay còn yếu về tiếng Anh. Việc đào tạo lại cũng mất thời gian hơn so với việc doanh nghiệp tự tuyển và đào tạo theo quy trình của mình. Bởi vì là trường không có nên là chúng tôi vẫn phải biên bài cho làm. Thế nếu mà chúng tôi nghĩ rằng là cái việc đào tạo của trường không offer một cái sản phẩm mà có chất lượng tốt, có giá cả hợp lý, cạnh tranh, chúng tôi sẵn sàng outsourcing cái chuyện đấy. Để nâng cao chất lượng nhân lực của ngành, Thứ trưởng yêu cầu cần phải quy hoạch lại chương trình đào tạo cho phù hợp với yêu cầu thực tế. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong ngành cũng cần liên kết, hỗ trợ để tạo ra một chuẩn mực chung cho nhân lực, tránh tình trạng mỗi doanh nghiệp mỗi tiêu chí như hiện nay. Chúng ta muốn có cái nguồn lao động tốt thì xin các anh các chị tích cực hỗ trợ chúng tôi bắt đầu từ tất cả các khâu tuyển sinh, đào tạo và tuyển dụng. Cả cái ngành nhân công thì có một quyền công ngay. Chúng ta trong lĩnh vực với nhau, trong một cái thuyền với nhau để phải cùng cộng đồng với nhau và hỗ trợ nhau, phải hỗ trợ xen kẽ lẫn nhau để cùng phát triển. Cũng tại hội nghị, Học viện đã đón nhận giấy chứng nhận cơ sở đào tạo chuyên ngành hàng không từ Cục Hàng không Việt Nam, đồng thời ký kết hợp tác với các đơn vị như Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam, Hãng Hàng không Jetstar Pacific, Công ty Kỹ thuật Máy bay Vasco và Công ty Dịch vụ Hàng không Sân bay.